Chào anh các chủ á. Chiều này em lên đô á. Mẹ anh xem sao nào liên em á. Số tài 0349653147. Giao lô đi 0965270762. Bá kỳ cà lê á. Đầu tiên bá kỳ cà lê 80.000. Âu Âu 1 80.000. Tiếp theo cái giáo. Giáo sashimi á, cá nó hơi lùi ra tí này. Mộc thủ công á. Này lưỡi dài là 16. Bảng là 4,6 này. Dài đây 6 lý này. 107 á. 107 hàng cũng ít. Cái duy nhất à. Cái này về phải mai lại á. Về phải mai lại thế mà. Nó còn nứt nứt nhẹ đấy này. Rồi thẹp này nó cứng á. Ấu 2 107. Cái này chưa đủ. Chưa đủ. Cái đập ghim á. Ghim đập 70.000. Hàng mắc á, mắc da băng. Ghim đập. Về mở. Mở ghim ra đây này. Âu 3 70.000. Mùi đục này. Tổng dài của nó là 31 á. Cổ của này là 17. 17 hơn tí. 3 5. Bảng 5. Rồi cái đục này á. Mùi này 103. Âu 4 103. Tay gấu này 50.000. Dài 24. Này nước nhà đây. Còn mộc đây này. Âu 5 50.000. Cái này dài này. Cái này liên lạc này. 50.000. Dài là 46 á. 46 47 gì đó, dài lắm. Cái này khá liên lạc. Âu 6 này. 50.000. Tuột dây điện á. Này tuột dây đối, dây nhỏ thôi. Này. Giấy cờ 3 4 lý đó. MCC á. 88. Tủ ghế nhỏ đó. Thế đối. Âu 7 180.000. 4 bánh xe. Có khóa hết đó. Này không có chạy bạc đàn đâu. Hàng chiếc búa này. Hàng này khá tốt á. Hàng chiếc búa này. Tổng chiều cao của nó là vào khoảng 14. Đường kính là 10. Bảng rộng là 32. Nó ghi trên thân ấy đó. Có khóa.
có khóa bốn cái một hàng luôn á. Rồi một cái nặng kim một, một cái nặng kim một, bốn cái là bốn kim ba cái tâm đó. Rồi bộ này 2.6 à, 2.6 chưa có phí ship. Ở U8 2.60.000. Lên cái điều này, điều này là 18 này. Lưỡi là 7 à, 6 phẩy à. Lưỡi là gần 7 cm á, thiếu tí thôi. Cân nặng là ký tứ 180.000. Âu chín 180.000. Lấy cái cầm bá này, dài là 28 á, dài 28. Cái này 100.000 nhé, dài 28. Cầm 3 lượng Âu 10 100.000. Còn đứa chuột này 17-21, 19-21 á, 21 đi vàng ngọc 14 á, 12 19 đi vàng ốc 12, 17 đi vàng ốc 10. Bộ này 101 á. Âu 11 110.000. Bộ cái móc này 90.000. Âu 12 90.000. Một chiếc cao như này 2, 4, 6, 7 lưỡi 7 rắn, ngang là 17, tổng cả hết là 8. Rồi cao này 100.000. Âu 13 100.000. Có kia lập lon này, mặc da bằng này, nặng 550 gram, hàng con gà 80.000. Âu 14 80.000. Cái sẵn như này này, cộng mộc đấy, thủ công luôn, 120. Bảng lưỡi là 10, tổng chiều cả hết là 13 năm. Này thép ghép á, này đường thép ghép này. Âu 15 120.000, lưỡi bèn lắm á. Hai cặp kim này 120. Cái NCC đây, lưỡi đẹp. Cái này mơ cá cá, lưỡi đẹp, thân nhôm không có vỏ, 120. Ôm 16 120. Trong rọc 107, hạng 3 chữ hơ, 3 chữ hơ giá bán tải là 350 kg, cứng cáp á, mở ra mở vào đây này. Bằng một găng tay đây. Âu 17 mũi đục,
dài là 24, 24-7 á. Bảng là 7 sen. Cột là hơn 17 tí. Này 101 á. Nay về gặn vô mấy cái đục hơi á. Thường thấy nó gặn ra mấy cái đục hơi á. Ô 18, 101. Lấy kéo cái canh này. Lưỡi này. Quái là mày gãy đó. Quái bị gãy người ta làm lại đây này. Phải biết. Quái nó bị gãy đây. Về chỉnh sửa lại tí nữa, 70.000. Dài là 18 năm á, lưỡi con Khảo Nguyễn này. Về chỉnh sửa lại tí nữa. Còn 19, 70.000. Một cái kéo tỉa bóng xá nhỏ tí luôn này, 50.000. Dài là 7 cm này, nhỏ tí tí luôn. Đấy, bảng giá phí ship đấy. Âu 20, 50.000. Bốn cái tu vít động BX2. Gia 21, 100.000. Âu 21, 100.000. Rồi vô mùi khoáng. Mùi này là mùi mùi này bị lỗi á, người ta mai đây thì mai này. Mùi 21. Mùi 21. Dài 20. Mùi này cũng tương đối đó, con tương đối thôi. Mùi 17. Dài 20. Mùi này thì hơi rồ này. Mùi 21. Dài 22. Lồi đó. Rồi, cái này lồi này, người ta cắt này. Này thì con sai được. Mùi 14. Dài tầm 12. Rồi cái này bị lồi này, người ta cắt cái này. Mùi 19. Cắt. Dài 15. Đấy, bộ này 200.000. 5 mùi này 200.000. Ôi, Âu 22. Tiếp theo mấy mùi này này. Mùi 14 năm á. Dài 12. Mùi này đi liên lạc á. Mùi 28 á. Dài 13. Mùi 14 năm luôn. Dài 16. Mùi 17. Dài 10. Mùi 14. Dài tầm 15. Mùi 24. Dài 12. Mùi 22. Dài 10.
300.000. Hai bộ 7 mũi. Ô 23. 300.000. Lấy cái bộ đục gỗ này. Sáu cái. 200.000. Đầu tiên cái này chỉnh bảng chỉnh. Cái này bảng 1,4. Này bảng chỉnh lý. Này bảng 2,9. Cái này 1,8. Cái này 9 lít 200.000. Ô 24 200.000. Ngoài như này á, về phải sửa lại tí nữa. Có cái mẹ này. Em xem rất kỹ á. 200.000. Màu rất rắn. Hít 450ml. Lấy số bình thường. Nó so bình thường. Răng miệng đấy. 450ml. Cái này 290. Ô 25 290.000. Mũi khóa. Cái mũi này này. Mũi 28 nắm. Mũi 28 nắm, mũi còn đẹp. Mũi 28 nắm. Dài là 23. Mũi này 130, mũi này 130. Mũi đẹp. Ô 26, 130.000. Mũi này em mũi ná chí này. 3/4 đi. Mũi 19 này. Mũi 19 dài 17. Thôi, cái này để 6 á. Để 6. Tìm cho đủ bộ đó. Đây bốn cái bánh xe này. Hàng bánh kính cutter này. Này đi hơi bị lỗi đấy tí nhá. Hơi bị nứt nhẹ tí. Đường kính là 75, bảng đồng 38. Tổng chiều cao là 10,5. Bốn cái hết. Này còn cả nguyên này. Bốn cái một hàng á. Còn đẹp. Nay người ta làm nó hơi đít. Hơi đít đít tí. Bốn cái này 289 á. 289. Ủa cái này 290.000. Tải nặng á. Tải nặng mà ít đẩy á. Lâu đẩy. Này tải thì vài tà được á. Ô 27 290.000. Có cái chén này này. Hàng của Gia Bắn á. Chữ này. Phần cược nó vào khoảng 12 á, bạc 12.
phần cột của nó thì vào khoảng 14 14 hơn. Nó nặng là 8 lượng á. Nặng 8 lượng ạ. Em bán 120 á, nặng 8 lượng. Còn khá nhiều á. Còn khá nhiều. Còn 28, 120. Mỏ lịt Lotter 250ml này, 60.000. Miệng đẹp. Cần nhẹ đó. O29 60.000. Tộp này 250ml này 60.000. Miếng xe tộp O30 60.000. Toyota 50.000 200ml 50.000. O31 50.000. Hit 200ml 50.000. O32 50.000. Kim kẹp này 120. Dài là 26. Bảng rộng là 7,3. Mộc đấy 120. O33 120.000. Bà tư cái này cũng 120 luôn. Mộc đây này. Cái này miệng kẹp thẳng. Dài là 27. Bảng là 9, gần 9 xe đó. 120. O34 120.000. Đến cái quả văng này. Mấy 24 này. Mấy 47 KTC thẹp và lói. 21-19 này. Safari này. 22-24 KTC thẹp và lói. 23-26 NTK. 24-27 KTC. 4 bộ này 34. O35 34. Có 3 cái lưỡi bao này 50.000. Này bể này. Về mà đập làm giáo làm gì làm 50.000. O36 50.000. Hai cái bướm này. Mộc này, cái này dài tầm 17 này. Cái này thủ công này. Không thấy mộc đâu hết. Cái này dài xài 20 á. Hai cái 100.000. Xài 20 á. Bye bye. Dây điện này dài tầm 2m, 2m rưỡi á, 3 lõi á, 15A. Mà mọi lõi 15A, dây mềm 50.000. Dây mềm á, này chưa vệ sinh này, mới về. O38 50.000. Cái búa go. D670g á. D670g nó liên lạc á. Tổng cân nặng là gần 8 lượng á. Rồi cái này 80.000. O39 80.000. Cuộc này, hang đúc. Đúc khe re như thế này.
cục nhỏ đấy, này 50.000, dài 13 này, bạn là 6 này, trả về làm rau làm màu gì đó, chơi hoa đó. Âu 40 50.000, 3 sắc cây này 100.000, con gà dài 33 này, dài 33 này, dài 300 này, con gà này mộc này. O bộ 100.000, lên cái búa này thấy mẹ nhé, chiều nay là 11.5, bảng đồng là 6.5, thẹp 3 lớp thẹp ghẹp, nặng là 9 lượng 150. Ở vùng 2 trăm rưỡi, một cây đầu nối dài này, đầu nối dài 3/4 hàng KTC này 100.000, đầu nối dài nó nối dài thêm được 7 cm đấy. Ở vùng 3 100.000, hai cái kèm này 100.000, dài 26 á, hai cây 100.000. Ô bùng bùng 100.000. Bốn xe này này, bộ này chiều tải này, chạy bạc đảng, bộ này 207, tổng chiều cao là 10, đường kính là 7, bảng rộng là 4. Này mà anh đầy nặng được á, cùng một hàng á, cái này đẹp này, chạy bạc đàn cứng lắm. Ô 45 270.000, cái dùa này 40.000, dùa này dài là 30 nhá, nó bể đấy này, này gái khá to, một viên kim cương đấy, hơi bể thế này tí nhá, 46 40.000, 47 này rắn to 40.000, hàng này chất mặt, cái này cũng dài 30 thôi, o 47 40.000, cái này dài hơn này, cái này dài 35 này, 35 này, răng khá to 40.000, 50.000, cái này 50.000. O 48 50.000, này về có thể làm cái răng cái mối của Eto, rồi một cái búa này, ô hạt này, xài số 1 á 80.000, O 49 8.000, 50 cuối cùng hôm nay này, cái này cái cản nứt á, về mảnh tận dụng đi dán kéo lại á, còn không đi làm cản khác, 650g size 1/2, đầu bộ này 90.000, đầu bộ 90.000, đầu này hàng hề á,
Ồ, 50, 90 nghìn. Hẹn gặp clip tiếp theo.